Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký kênh ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.